Và hôm nay chúng ta sẽ nói về blockchain. Cái quan trọng thứ hai ấy là chúng ta có ba cái diễn giả tuyệt vời. Đầu tiên là tôi muốn nói về Linh Hoàng. Linh Hoàng đâu, em lên tiếng cái để mọi người nhìn thấy. Linh ơi, em đâu rồi? Ok, chào em. Liên Hoàng là một trong 100 cái người Việt trẻ từ thung lũng Silicon Valley, là bóng hồng của Silicon Valley và đã từng là CEO của Remitton. Và hiện nay là Liên Hoàng đang phụ trách Binance. Chắc là các nhiều bạn ở đây chơi Binance và phụ trách ở Binance của Đông Nam Á. Và Linh Hoàng sẽ nói về cái môi trường của cryptocurrency, những cái định chế và cái tình hình ở Việt Nam. Cái thứ hai mà tôi muốn nói là Nguyễn Thành Vinh. Có thể rất là đơn giản để giới thiệu về Vinh. Xin chào Vinh. Là em chào anh Bình ạ, chào tất cả mọi người. Thì đây là nhà sáng lập và là tổng giám đốc của Coin98. Ngày hôm nay thì anh lên internet thì anh thấy là giá trị của công ty của em là ngày hôm nay là trên 1.594.000 đô la Mỹ. Xin chàng vỗ tay cho thành công của Vinh nhỉ. Em cảm ơn anh. Thì Vinh sẽ nói nhiều về cryptocurrencies. Và người mà hôm nay sẽ trình bày, và đấy là cái nền tảng của toàn bộ câu chuyện, đấy là Đỗ Văn Thuật. Thuật ơi, Dạ em nghe anh. chào Thuật nhá. Dạ. Thuật là giám đốc Blockchain Lab của Ban Công nghệ FPT. Thuật thì đang theo học tiến sĩ của Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông từ 1916. Thì Thuật cũng tham gia rất nhiều cái thiết kế về blockchain, cũng như là có nhiều bài báo ở hội nghị ACM. Thì Thuật sẽ trình bày hôm nay về blockchain cho tất cả các quý vị. Ngoài ra cùng điều hành thóc hôm nay thì có Lương Hữu Tuấn, là chuyên gia tư vấn chiến lược công nghệ của Ban Công nghệ. Thì Tuấn có rất nhiều kinh nghiệm về mã nguồn mở và điện toán đám mây. Tuấn ơi, Dạ, em có em chào ạ. anh. Thì anh với Tuấn có nhiệm vụ làm sao để các bạn trong thời gian ngắn nhất thì có được cái nhiều giá trị để đem về nhà nhất. Value take away. Và hôm nay là chúng ta sẽ sử dụng công cụ Edunex. Các bạn đều đã lên Edunex rồi chứ? Ok, hy vọng là các bạn sẽ dùng Edunex để cho cái cuộc nói chuyện của chúng ta thêm phần hứng khởi và tập trung. Thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay thử cái Edunex. Và anh nói luôn là sau khi thử thì các bạn sẽ vote ngay. Và người mà được nhiều vote nhất sẽ có 200 go, người nhì sẽ được 100 go và người ba sẽ được 50 go. Trong các cái cuộc nói chuyện mà các bạn có những câu hỏi hay thì Tuấn sẽ collect và gửi lên để chúng ta có cái câu nói chuyện hai chiều. Và những câu hỏi hay thì sẽ được thưởng, và không biết là thưởng bao nhiêu. Câu hỏi quá hay thì coi như là cũng không rõ là số vô bao nhiêu, anh sẽ sự tự quyết tại chỗ. Ta bắt đầu ngay từ câu hỏi đầu tiên. Theo các bạn thì Bitcoin là gì? Các bạn có 3 phút trả lời. Đồng hồ bắt đầu chạy. Anh Bình, em nghĩ em hay cả cái câu hỏi này, em cũng có một cái suy nghĩ của cá nhân em về cái câu hỏi này.
Em nghiên cứu về blockchain, tức là ngoài về những vấn đề về cloud và nó mời em nghiên cứu blockchain đến nay khoảng 5 đến 6 năm. Thì trong cái khái niệm của em về Bitcoin thì em thấy đó là một hình thái biểu hiện cao nhất cho ý niệm blockchain. Và ba cái ý niệm cao nhất blockchain mà em muốn nhấn mạnh đây, đó chính là thứ nhất em là phi tập trung. Tuấn ơi, em có bày bàn đấy à? Để cho các bạn trả lời cho mình ta bình luận sau chứ. Em có thể nói lung tung nhưng mà không được dùng để mà trả lời. cho em chia sẻ một tí cái đấy của em. Ok, nhưng mà đừng động vào Bitcoin là được. Em nói tiếp đi. À, vâng. em sẽ động một chút đến cái khái niệm blockchain. Và okay. Em cho rằng với hiện tại bây giờ có rất nhiều coin, có rất nhiều chương trình tiếp. Thì với em Bitcoin là cái hay nhất khi ta nói về blockchain. Nó mang hình hài ý niệm cao nhất, thể hiện cao nhất cái ý niệm blockchain. Em sẽ có rất nhiều bạn, rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng mà quan điểm cá nhân em là em nghiên cứu blockchain, em sẽ nghiên cứu Bitcoin đầu tiên. À, quả thật là những khái niệm như blockchain á, là sẽ có mỗi người hiểu một cách. theo cái cách hiểu của mình. Nhưng mà anh thì anh nghĩ rằng là và khi có hai khối thì đồng tiền nó không còn được chung nhau như trong quá khứ nữa, thì sẽ đặt câu hỏi là nếu không phải đô la thì là nhân dân tệ hay là đồng rúp. Nhưng mà anh không tin là nhân dân tệ đồng rúp làm, và anh dự báo, cá nhân anh dự báo là cryptocurrency sẽ có một vị trí rất đặc biệt sau Ukraine. Thời gian hết chưa các bạn ơi? Còn quay khoảng 30 giây nữa anh ạ. À 30 giây nữa, ok. Thì chúng ta sẽ xem xét cái diễn biến, và Ukraine đã xảy ra rồi thì cũng có thể thời gian rất ngắn thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Nhưng mà ok, còn 30 giây thì hơi ít để nói chuyện. Quay trở lại màn hình đi. Hết giờ rồi đúng không? Ok, các bạn chấm luôn này để xem biết ai được 200... À, còn 6 giây nữa. Xem ai được 200 gold nào. Ok, các bạn vote ngay lập tức cho phút rưỡi vote. 90 giây để vote. Em ra 90 giây chưa? Ta cố gắng giữ cái tiến độ. Đang vote anh ạ. Mọi thứ mọi người đang vote đây anh ạ. À ok. Và có khi sau khi các bạn vote xong thì đề nghị Thuật bắt đầu cái bài chia sẻ của mình, và em bình luận cho anh cái mấy cái vị được gold này có xứng đáng không? Dạ ok. Hết vote xong chưa? Xếp hàng cho anh khoảng gần... khoảng 40 giây ạ. Em bắt đầu từ có thể là Thuật bình luận cũng được, mà Vinh bình luận cũng được, Hoàng bình luận cũng được, tùy các bạn bình luận. Tại vì bảo một cái định nghĩa về về Bitcoin anh cũng không phải đơn giản, nó cũng bí hiểm như là cái người sáng tạo ra nó. Dạ. Đã biết dạ, là ai sáng tạo ra nó chưa? Ra thì đúng. Vâng, thưa anh, là hiện tại thì vẫn không biết chắc chắn ai là người đã sáng tạo ra Bitcoin, mà người ta cho rằng Satoshi Nakamoto là cha đẻ của Bitcoin, nhưng mà cái nhân vật này vẫn được coi là ẩn danh. Mà đến nay thì cũng có một số người, một chuyên gia về
kỹ sư máy tính ở Úc cũng đã từng nhận là Satoshi Nakamoto, nhưng mà cũng chưa có một cái bằng chứng thỏa đáng hay là xác thực nào đó để chứng minh cái điều đó cả. Vâng. Vinh, em có biết ai là thì, thế giới vẫn đang Vinh ơi. Em nghĩ không cần biết ai là người tạo ra Bitcoin, tại có thể là một người hoặc là một nhóm người. Với hai là cái điều mà em nghĩ là điều tốt là không ai biết ai là không biết người tạo ra Bitcoin là ai. Tại nếu mà khi mà tạo ra biết người đó tạo ra ai thì sẽ ảnh hưởng đến giá của Bitcoin nếu mà người đó bị gặp tai nạn, chết chóc hay gì đó. Nên tốt nhất là nên ẩn danh hoàn toàn để không ai phải tìm ra. Tức là ngay từ đầu nó đã có một cái bí hiểm rồi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, là nó là điều tốt cho Bitcoin. Dạ, tại nó sẽ là phi tập trung. Còn bây giờ giống như những cái đồng khác trên thị trường Ethereum hay gì đó, thí dụ Vitalik bị cái gì là cái sẽ ảnh hưởng đến cái đồng đó luôn. Ok. Nên, thôi các bạn trong diễn giả bình luận. Linh nói đúng đấy, là các câu hỏi này đi. Đầu tiên là Nguyễn Xuân Diệp, chúc mừng bạn với 200 gold. Ban tổ chức chuyển tiền nhá. Các bạn bình luận hộ đi. Linh nói làm bình luận nhiều bạn tám thế à? Nhiều comment lắm. Thôi đấy thì tất bao nhiêu nhiều bạn tám cả? Nhiều comment quá, em màn hình của em nhìn không được rõ lắm. Ok, tất cả các bạn 8 đều được 100 go và bạn 9 được 200, không ai được 50. Rồi, các bạn bình luận. Bitcoin là tiền mã hóa, tiền điện tử, nó là ứng dụng của công nghệ blockchain. Vâng, em thì em nghĩ là mỗi người sẽ có một cái góc nhìn của riêng mình về Bitcoin. Nhưng mà thực chất ấy, là để có được một cái nhìn đầy đủ thì nên em cũng tìm hiểu về nó từ 2017 đến nay, nghiên cứu khá là nhiều, cũng không dám chắc là mình nhìn được nó một cách đầy đủ nhất. Em nghĩ là mỗi người sẽ có một cách nhìn riêng của mình phù hợp với cái cách tiếp cận cũng như là cái công việc hay là ok cái, cá nhân của các vị diễn giả thì định nghĩa thế nào, các vị sẽ định nghĩa thế nào. Vinh nói trước, em coi 98 là đỉnh cao. Thực ra thì những cái định nghĩa mà em xem lướt qua ở trên kia thì nó hơi chung chung, có nghĩa là cái định lý, cái định nghĩa là một loại tiền mã hóa được ứng dụng trên công nghệ blockchain, thì thực ra nó là định nghĩa của tất cả các loại token và các loại coin, nó đều định nghĩa như thế. Còn nếu mà mình hỏi là Bitcoin là gì, Bitcoin thì nó phải có một số cái yếu tố gì đấy nó mang tính chất đặc biệt của Bitcoin so với các loại đồng khác. Thì đối với quan điểm của em thì Bitcoin nó là một cái mạng blockchain mà nó mang tính chất là khởi đầu và nó là nguyên thủy nhất. Mình có thể gọi nó là original hoặc là decentralized. Cái nghĩa là cái tính phi tập trung của nó là mang tính bảo toàn và vẹn toàn nhất so với các blockchain thế hệ mới sau này. Đó, và nó là đầu tiên, và hiện tại nó cũng được chọn là một cái đồng coin gọi là market leading. Có nghĩa là nó ảnh hưởng tới tất cả những cái thị trường về cryptocurrency hiện tại. Thì đấy là một số cái tiêu biểu mà em nghĩ là Bitcoin nó khác so với lại những cái đồng khác. Ok, Linh thì em định nghĩa thế nào? Cá nhân em định nghĩa nào? Cá nhân em định nghĩa là Bitcoin thực chất là Satoshi đưa ra cho mình, là đưa ra cho mình một idea, một ý tưởng. Còn cái quan trọng bây giờ là mình phải phát improve cái Bitcoin nó như thế nào, cải thiện nó và đưa giống như là NFT, DeFi, hay là blockchain gì đó là một cái app in để cho để coi như là để là cái app in thôi. Còn cái mà Bitcoin đó chỉ đang hiện tại chỉ là một ý tưởng. Còn bây giờ thì là nếu mà xem nó như là đại dạng thì có thể là trong giới crypto bây giờ thì mai mốt là Bitcoin sẽ là xem như là cái digital gold, là tất cả các crypto khác sau này sẽ bay on Bitcoin, giống như là theo một dạng digital gold standard luôn. Anh nếu mà anh định nghĩa thỏa thuật có định nghĩa không?
Ok, thế thì anh thử định nghĩa. Thứ nhất là Bitcoin là một đồng cryptocurrency đã dùng chữ currency, tức là được mọi người tin tưởng như một giá trị có thể dùng để giao dịch. Còn riêng dựa trên công nghệ blockchain, riêng cái Bitcoin nó đặc biệt ấy, là nó có tương đối giống vàng ở một cái điểm. Người ta định nghĩa vàng ấy là ông phải tốn công đi tìm, và cái công đó là chính bằng cái giá trị đồng tiền ông tìm ra. Thế thì Bitcoin nó có một cái gì đó gần gần như vậy, tức là ông phải đào. Có đấy là một thuật toán mà ông chỉ đào được một số lượng hữu hạn, nó giống như vàng. Vàng không phải là vô hạn trên thế giới. Ông chỉ đào một số lượng hữu hạn, càng ngày đào thì càng khó. Nhưng mà nó là một thuật toán để đào những cái con số như vậy. Ok, bắt đầu, xin mời Thuật bắt đầu đi. Mất tương đối thời gian nào. Em xin trình phần trình bày của em. Vâng. Thì trong phần trình bày của em thì là em cũng sẽ đưa ra cái góc nhìn của mình về Bitcoin, đúng không ạ? Về Bitcoin để mọi người nắm bắt cái ý tưởng của Satoshi Nakamoto là gì, cũng như là Bitcoin là gì, đúng không ạ? Xe nó bị đờ mất rồi. Ban tổ chức tranh thủ cái màn hình chưa thì em cứ nói vào đây. À vâng, rồi ok. Em thấy nó bị đờ một chút. Như là một cái nền tảng khởi thủy bắt đầu cho tất cả các blockchain khác. Liên Hoàng thì nói là Bitcoin đó là một cái gì đó nó mang tính chất là một cái ý tưởng, một cái ý tưởng về decentralization. Đấy. Thì nó là market leading và rất nhiều những cái thứ khác mà chúng ta đang thấy là đang phụ thuộc vào Bitcoin, đúng không ạ? Thế thì trong cái bài trình bày này tôi rất là vinh hạnh được chia sẻ với mọi người về cái lịch sử hình thành và phát triển của Bitcoin cũng như là của các cái blockchain nói chung, đúng không ạ? Và sau đó thì mọi người sẽ có một cái câu trả lời cho cái góc nhìn hợp lý nào đó mà theo cái quan điểm của mọi người về Bitcoin, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ nói đến một cái một cách phân loại cái quá trình tiến hóa của blockchain từ cái điểm bắt đầu, có thể là cho đến cái câu chuyện của tương lai mà chúng ta sẽ nhìn nhận nó, các thế hệ đầu tiên, thứ hai và thứ ba nó sẽ như thế nào, và cuối cùng đó là chúng tôi sẽ trình bày blockchain nó sẽ được ứng dụng như thế nào cho nền tảng Web3 và Metaverse, những từ khóa mà chúng ta đã nghe rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua nữa, từ khóa rất là hot trong thời gian qua. Vâng, thưa tất cả các quý vị, thì thực ra những cái concept đầu tiên về blockchain á, thì từ năm 1982 thì David Chaum trong cái luận văn tiến sĩ của ông ấy thì đã đề xuất một cái giao thức tương tự như cái chúng ta thấy của blockchain hiện nay. Thế rồi đến năm 91 thì Stuart Haber và Scott Thorn đề xuất ra một cái dạng thức là chain of blocks, tức là mỗi một blocks đây là các cái khối dữ liệu nào đó mà nó sẽ được móc xích lại với nhau thông qua cái kỹ thuật hashing, tức là một cái mã hóa một chiều. Thì sau đó một năm 92 ấy thì tiếp tục là Haber, Stone và Dave Payer thì đề xuất một cái kỹ thuật nữa là Merkle tree, tức là một cái cây gọi là cái hashing tree ấy, cái cây mà sau này được dùng gọi là Merkle root để
kiến tạo một cái thư mục bằng chứng của các cái loại tài liệu được liên quan với nhau, đúng không ạ? Thì cũng cùng năm đó thì có một cái công trình rất là quan trọng của Scott Firestone là đề xuất cái chữ ký số dựa trên đường cong elliptic. Thì cái công trình này là một cái công trình nhằm đáp lại cái yêu cầu của NIST, tức là Viện Tiêu chuẩn Công nghệ của Hoa Kỳ. Thì lúc đó chúng ta nhớ đến một cái câu chuyện là cái chữ ký RSR ấy, thì qua cái thời gian phát triển năng lực tính toán ấy, thì nhiều người đã nói rằng là cái chữ ký số theo kiểu số nguyên tố cũ RSR ấy, theo kiểu là thừa số nguyên tố ấy, thì đã không còn đủ an toàn cho các cái thế hệ máy tính mới, đối với các thế hệ máy tính mới với những cái yêu cầu bảo mật mới. Cho nên là NIST đã khuyến khích các nhà nghiên cứu là đề xuất một cái thuật toán mã hóa mới với chữ ký số mới để thay thế cho cái đó. Thì đây là một cái công trình rất là quan trọng, công trình quan trọng để sau này tất cả các cái blockchain nó sẽ dựa trên cái ECDSA để xây dựng nên cái nền tảng public key và sinh private key mà như chúng ta đã thấy. Đây là một cái hệ mã hóa bất đối xứng, đúng không? Chữ ký bất đối xứng. Thì dựa trên những cái công nghệ này thì sau đó năm 2008 ấy, thì một người hoặc là một nhóm nào đó có một cái biệt danh là Satoshi Nakamoto mà đến nay vẫn không biết, thế giới vẫn không biết chính xác là ai. Thì ông có mua cái tên miền bitcoin.org ngày 4 tháng 1 năm đó, và đến 31 tháng 10 cùng năm thì xuất bản white paper về Bitcoin. Trong đó sẽ trình bày một cái giao thức gọi là Peer-to-Peer Electronic Card System, tức là một cái hệ thống tiền tệ, gọi là cash là hệ thống tiền, hệ thống tiền điện tử ngang hàng, với cái mong muốn là thay thế tất cả những cái mô hình trung gian, kể cả đó là ngân hàng trung ương và các quốc gia, đúng không ạ? Thì đây coi như là một cái tờ giấy khai sinh của Bitcoin đối với thế giới, đúng không ạ? Và một cái mốc quan trọng tiếp theo mà chúng ta cũng sẽ nhìn thấy đó là năm 2009 thì mạng lưới chính thức của Bitcoin khởi chạy với việc là cái Genesis Block, tức là block nguyên thủy, nó được ra đời vào cũng là ngày mùng 4 tháng 1, cũng ngày mùng 4 tháng 1, ngày mà tên miền bitcoin.org được mua, đúng không ạ? Thì một cái điểm thú vị ấy, một cái điểm thú vị ở đây ấy, là vào ngày mùng 3 tháng 1 năm 2009 thì thống đốc ngân hàng trung ương của Anh Quốc lúc đó là có đề xuất với thủ tướng một cái gói cứu trợ đặc biệt để hỗ trợ các cái ngân hàng theo trong nước nhằm tránh cái cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra rất là mạnh mẽ trong năm 2008-2009, một cái cuộc khủng hoảng mà đã ảnh hưởng đến anh nghe đi anh nghe khủng hoảng tài chính. Bây giờ chúng ta nhìn nhận lại sẽ thấy rằng là cái đóng góp
đặc biệt to lớn của Satoshi Nakamoto. Đó có thể nói là một kỳ tích mà Satoshi Nakamoto đã tạo ra thế giới này. Đó là cái việc ông đã sắp xếp và tổng hợp những cái kỹ thuật crypto. Thuật bật lại loa. Anh nói đi. Satoshi Nakamoto đã sắp xếp và tổng hợp tất cả những cái kỹ thuật mã hóa vào trong một cái phần mềm duy nhất, đó là phần mềm Bitcoin Core. Ông cũng đồng thời giới thiệu cái thuật toán Proof of Work nổi tiếng thế giới mang tên ông, đó là Nakamoto Consensus. Đúng không? Có rất nhiều là Proof of Work, nhưng đối với Bitcoin thì chúng ta gọi nó là Nakamoto Consensus. Đúng không? Và ngoài ra thì một cái đóng góp khác mà chúng ta cần phải nói tới, đó là cái việc ông giới thiệu một cái kiến trúc sổ cái mà an toàn đối với mọi cái cuộc, hầu như là hầu hết các cuộc tấn công. Và đây được coi là cái máy trạng thái đơn giản nhất, mà chúng, hay nói chính xác hơn một khái niệm khác là blockchain. Đúng không? Blockchain là một máy trạng thái, và máy trạng thái Bitcoin là một trong những blockchain đơn giản nhất mà hiệu quả nhất, khá là hiệu quả trên thế giới. Và đương nhiên thì nhờ tất cả những cái kỹ thuật mã hóa cũng như thuật toán đồng thuận và cái kiến trúc sổ cái của Bitcoin, thì nó đã hiện thực hóa một cái concept của cái gọi là cryptocurrency, tức là tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số. Thực ra chúng ta sẽ thấy là cái khái niệm về electronic cash ấy, tức là tiền điện tử, thì đã xuất hiện trước Bitcoin rất là nhiều, nhưng mà không có đề xuất nào được thực hiện thành công cho tới Bitcoin. Và tôi nói đây, muốn nói đến một cái góc độ, tức là Bitcoin đâu đó nó giống như là một cái triết lý về việc quản trị phi tập trung. Và đây là một cái điểm cực kỳ quan trọng của blockchain cũng như là cái thế giới mà như bạn Vinh và Linh cũng đã nói. Bitcoin hơn cả là một mạng lưới blockchain, hơn cả là một digital currency. Nó không chỉ đơn giản là một digital gold, đúng không? Nó còn là một cái triết lý gì đó về cái việc quản trị phi tập trung. Và nhiều người thậm chí còn nói là Bitcoin như một loại tôn giáo. Thì tôi không dám nói về câu chuyện tôn giáo đó, nhưng mà quả thật ở đây có thể khẳng định Bitcoin và cryptocurrency, có người nói rằng đó là một kỳ tích ở thế kỷ 21. Thì bây giờ thì hẳn là các bạn đã có những cái quan điểm bổ sung về Bitcoin cũng như là blockchain, đúng không? Thì trong phần này tôi sẽ trình bày về các cái thế hệ hình thành và phát triển của blockchain trên thế giới. Thế thì cái thế hệ đầu tiên mà mọi người thấy bắt đầu từ Bitcoin sau khi Bitcoin ra đời năm 2019. Vâng, em biết. Thì có những cái bản fork như là Dogecoin, Litecoin hay là Bitcoin Cash, Bitcoin Go, đúng không ạ? Thì cái thế hệ này á, nhằm cái mục tiêu á, là đưa ra một cái kiến trúc sổ cái và cái hạ tầng cho việc kế toán cũng như là thanh toán. Đúng không? Và chúng ta thấy xuất hiện cái khái niệm gọi là cryptocurrency, là tiền mã hóa. Thì tất cả những cái blockchain thế hệ đầu tiên này sử dụng cái mô hình là UTXO. Nó mô hình như là một cái mô hình đưa tiền mặt lên thế giới blockchain, thế giới kỹ thuật số vậy. Và cái sổ cái của nó dùng là cái hệ tuyến tính, sổ cái kẻ tuyến tính. Thế thì sau đó để với cái white paper của Vitalik trong cái Ethereum ấy, thì đề xuất một cái ý tưởng lớn hơn, đó là một cái dạng programmable money, tức là một cái nền tảng blockchain mà cho phép có thể lập trình linh hoạt và phát hành nhiều loại tiền tệ khác nhau. Điều mà Bitcoin và các cái bản fork của nó trong thế hệ tương tự không làm được. Thế thì nền tảng Ethereum đã cho ra đời cái mà chúng ta sẽ gọi là Smart Contract Platform, đúng không? Và sau đó thì rất nhiều các cái nền tảng thế hệ cùng thế hệ như là Cardano, EOS,
hay là Tron thì cũng nhằm mục tiêu xây dựng smart contract platform. Rồi Ripple, Stellar hay là Coda thì lại chuyên biệt đến một cái nhóm gọi là để xây dựng cái blockchain cho tài chính, rồi IoT hướng đến privacy purpose, đúng không ạ? Rồi các cái nền tảng như là Monero hay là Zcash thì hướng đến privacy. Như vậy thì ở cái thế hệ thứ hai này chúng ta sẽ thấy cái điểm quan trọng nhất là phải nhìn đến đó là các smart contract platform. Và cái này thì nó có một cái đặc tính quan trọng, đó là đặc tính Turing Complete, có nghĩa là các lập trình viên, các nhà phát triển có thể xây dựng những cái phần mềm tương đối tổng quát ở trên blockchain, thay vì đối với Bitcoin là chỉ có nắm giữ Bitcoin và chuyển giao cho nhau mà thôi. Nói cách khác nó giống như là giữ tiền và chuyển tiền với nhau mà không thể làm bất kỳ một cái ứng dụng nào khác. Thế thì đến cái thế hệ thứ hai xuất hiện một cái mô hình mới, đó là mô hình account model. Thì UTXO mọi người cứ tưởng tượng giống như đang nắm giữ tiền mặt đấy, còn account model giống như là cái tài khoản banking ngân hàng, đúng không? Và có hai cái mô hình sổ cái mới ra đời, đó là cái chuỗi tuyến tính và chuỗi phi tuyến tính, đó là dựa trên mô hình direct acrylic graph, đúng không? Thì từ nhờ cái smart contract platform này mà cái khái niệm gọi là nền kinh tế token ra đời, trong đó có các cái ứng dụng DeFi rồi ứng dụng NFT rất là rộng rãi và phổ biến. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ để ý thấy một điều là cái nền tảng Ethereum mặc dù là nó cho phép phát triển các cái ứng dụng DeFi cũng như là NFT rất là mạnh mẽ trên thế giới, nhưng gặp những cái trở ngại, đó là về cái phí giao dịch ở trên đó, sau đó đã bị đẩy lên rất là cao, cũng như là mạng lưới thì xử lý được chỉ đâu đó cỡ khoảng 15 đến 20 giao dịch mỗi giây mà thôi, không đáp ứng được cái nhu cầu mở rộng về ứng dụng của các nhà phát triển cũng như là người dùng. Thế thì một cái thế hệ mới ra đời, đó là thế hệ blockchain thứ ba, nhằm giải quyết cái vấn đề khá là quan trọng, đó là cái vấn đề scalability, khả năng mở rộng của mạng lưới, đúng không? Thì đây là một cái kiến trúc của Ethereum 2.0. Tuy nhiên thì dự kiến là đến cuối năm nay thì Ethereum 2.0 mới tiến hành quá trình hợp nhất để chuyển đổi từ Proof of Work sang Proof of Stake. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy những cái nền tảng khác đã khởi chạy mainnet trong nhiều năm, đó là cái giải pháp lớp 2 như là Polygon hay là Stellar để tăng cường cái khả năng xử lý của mạng gốc là Ethereum. Rồi có cái mô hình sạc pin trên như là Harmony và Near cũng đã khởi chạy rồi. Rồi các cái hệ thống multi-chain system như là Cosmos hay là Polkadot, Avalanche đều đã khởi chạy mainnet và đã có những bước phát triển nhất định về ecosystem. Hay là những cái blockchain tập trung cho việc giải quyết cái thông lượng giao dịch rất là cao như là Clayton hay là Solana có thể đẩy cái TPS lên cỡ khoảng 4-50 ngàn transaction mỗi giây. Thế thì cái thế hệ thứ ba này như tôi đã nói là mục tiêu quan trọng nhất là nhằm giải quyết cái bài toán scalability, tức là phải giúp cho mạng lưới blockchain có thể mở rộng được, xử lý được nhiều giao dịch hơn, mở rộng được cả về mặt vertical lẫn horizontal, tức là cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Và một cái bài toán thứ hai rất là quan trọng nữa là bài toán cross-chain interoperability. Thì tôi sẽ nhắc một chút là các cái blockchain nó có tính chủ quyền và toàn vẹn, thành ra là nó dẫn đến một cái hậu quả là hai blockchain thì không có cách nào liên lạc được với nhau. Nên là như là mỗi blockchain nó như một cái hòn đảo độc lập và tách biệt ở trên đại dương, đúng không ạ? Mà hai hòn đảo nó không có cách nào nói chuyện được với nhau cả. Thì các cái giải pháp cross-chain là nhằm mục tiêu là thông tin và dữ liệu ở trên A có thể được đọc và giao tiếp cũng như là di chuyển đến trên B. Thì đó là một cái bài toán cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực blockchain mà các cái hệ multi-chain system như là Cosmos hay là Polkadot hay Avalanche đang cố gắng giải quyết, hay là hàng trăm cái giải pháp bridge là cầu nối giữa các blockchain
khác nhau, nó đang góp phần giải quyết. Ngoài ra thì có một cái hướng đi đặc biệt, đó là Specific Application Blockchain, tức là những cái blockchain nó chỉ được sinh ra và phục vụ cho những cái ứng dụng rất là đặc biệt. Ví dụ đối với blockchain này thì tôi chỉ làm cho mỗi một cái nhiệm vụ là tạo ra một cái sàn giao dịch phi tập trung trên blockchain đó, hay là cho một cái ứng dụng game là đó. Tôi lấy ví dụ như là cái blockchain Rowin mà Sky Mavis đã phát triển, là chỉ hiện tại là chỉ dùng để cho cái tựa game Asia Infinity hoạt động mà thôi. Ngoài ra thì tất nhiên cũng có thêm một số những cái hoạt động khác như là việc mua bán trao đổi cái đồng AXS với lại cái token SLP, nhưng mà nói chung là khá đơn giản, tất cả đều gói gọn nằm trong cái hệ sinh thái của Asia Infinity. Thì đó là những cái blockchain mang tính chất là very specific application. Đúng không? Có câu hỏi không em? Dạ. Tuấn. Em có câu hỏi nha. Rất cảm ơn anh Thuật với những cái lịch sử của blockchain và những cái mà anh Thuật đã đưa ra về cái việc là classification của blockchain. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một hỏi thứ hai ở trên Edunex. Và cái câu hỏi này nó sẽ có cái nội dung như sau. Trong 5 năm tới và xa hơn, thì theo các bạn, Bitcoin sẽ trở thành gì? Chúng ta có 2 phút để trả lời. Cho chạy thời gian đi em. Ok, trong lúc mà mọi người tập trung trả lời thì anh muốn hỏi Thuật là hiện nay cái Aura của mình là đang positioning ở đâu? Cái dự án Aura ấy hả anh? Ừ. Em không trực tiếp phát triển dự án Aura cho nên là cũng chưa rõ. Hóa ra trong nhà mình là lực lượng làm đông lắm anh ạ. Em đang hỗ trợ. Em đang hỗ trợ phát triển blockchain cho Aura. Tốt quá rồi. Mình biết. Để tư vấn. Và thực ra nếu mà gọi chính xác thì Aura nó vẫn thuộc thế hệ blockchain thế hệ 2 thôi ạ. Tại vì nó được phát triển dựa trên nền tảng của Cosmos Base với IBC để liên lạc giữa các chain khác nhau để phục vụ cho những nhu cầu khác nhau. Nên là thực ra là nặng về phía cạnh tech thì cũng nặng, tại vì mình đang build một cái blockchain nhưng mà nó nặng về cái khía cạnh là business nữa. Development mình là BD nó cũng rất là nặng để mình phát triển nguyên cả một hệ sinh thái, chứ nó không phải là một cái dự án nhỏ về một cái khía cạnh nào đấy. Đây là mình build ra một blockchain, là, blockchain để người ta sử dụng như thế nào để mà tiếp cận được thì nó lại là câu chuyện khác. Cái thế hệ 3 nó đã bắt đầu như thế nào rồi? Nó đã phổ biến như thế nào rồi? Thực ra thì nó cũng không, em nghĩ là nó không không rõ ràng lắm về cái việc mình phân biệt nó là thế hệ một. Ví dụ mình gọi là mình ngầm hiểu với nhau thôi, chứ nó không có một cái khái niệm rõ ràng chính xác thế hệ 2 và thế hệ 3 nó cách biệt như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là hiện tại blockchain ở thế hệ 3 chưa có cái blockchain nào mà có thể đến cái ngưỡng như thế. Hiện tại là chỉ có gọi là thống nhất với nhau là blockchain thế hệ nhất, ví dụ như là nó chỉ có Bitcoin chẳng hạn. Còn những cái blockchain thế hệ sau là nó có tên smart contract và một số thứ giống như anh Thuật vừa mới trình bày lúc nãy, thì mình tạm coi nó là thế hệ thứ 2. Nếu mà hiểu một cách đơn giản là thế hệ 3 là nó có thể scale rất là lớn ở quy mô tuyệt vời luôn, bất tận. Thì có hiểu thế có sai không? Cũng không sai. Em nghĩ là thế hệ 3 nó sẽ đáp ứng được scale ở mức độ mass adoption. Nó thay được nhiều những cái hệ thống giao dịch hiện tại, truyền thống. Ok, bỏ phiếu chưa? Rồi anh ạ, chúng ta có kết quả trên Unix. Thì ai được đứng đầu? Cái câu hỏi này là câu hỏi để chúng ta kiểm tra cái tư duy của các bạn.
xem là các bạn đánh giá cái cơ Bitcoin sẽ trở thành như thế nào, thì sau đây em đã thấy được là có 57,3% cho rằng Bitcoin sau này sẽ trở thành vàng kỹ thuật số, khoảng 28% cho rằng nó sẽ là một loại tiền kỹ thuật số như bây giờ thôi. Còn lại thì một số những cái đáp án khác như là một phương tiện lưu trữ tài sản số, hay là cũng như một loại đồng tiền mã hóa, thì em nghĩ là các bạn chỉ có khoảng 1-2 vote thôi. Thì qua đây mình em thấy là cái tư duy các bạn nhìn đồng Bitcoin trong vòng 5 năm tới hoặc hơn, nó chiếm đa số sẽ là một loại đồng tiền kỹ thuật số, và nó sẽ là như là một vàng kỹ thuật số. Nhưng mà nếu nói thế thì hỏi là đồng tiền kỹ thuật số là gì? Đồng tiền kỹ thuật số là đồng tiền kỹ thuật số, nói thế thì chán quá. Anh thì trả lời về câu mạnh bạo như là nó sẽ thay thế đô la thì nó mới quách. Thực ra thì nếu mà các bạn ok, đồng ý là em có cho thưởng không? Em nghĩ là câu hỏi này sẽ là câu hỏi không phải cho thưởng nhận để câu ok, câu này không em... ai được vàng bạc gì cả, ta đi tiếp. Vâng. Ok, mời Thuật em. Em để loa vào Thuật em. Vâng, em xin là tiếp tục cùng với mọi người trao đổi về cái phần cuối cùng. Là như cái phần này thì em đã trao đổi về cái cách phân loại các cái thế hệ blockchain. Thực ra như Vinh nói, để đây là một cái cách phân loại. Em có tham khảo một số technical writer và các chuyên gia trên thế giới người ta nói thôi, chỉ cần để đạt đến một cái gọi là cái định nghĩa chung về các cái thế hệ của blockchain thì chắc cũng cần nhiều thời gian và nhiều cái ý kiến đồng thuận nữa. Thì đây là một trong cái cách phân loại mà chúng ta sẽ thấy và ngầm hiểu với nhau. Thì đối với cái thế hệ thứ ba như mình có hỏi là chúng ta sẽ nói đến một cái thế hệ mà ở đó blockchain nó sẽ có sự mở rộng, đáp ứng nhiều nhu cầu linh hoạt của phát triển ứng dụng, cũng như là cung cấp cái mass adoption, đưa đến một cái phổ rộng người dùng hơn nữa, tập người dùng hơn nữa. Thì trong đó em có chú ý đến một cái giải pháp của Internet Computer, và em coi đây là một cái giải pháp khá là tiên phong trong việc cung cấp một cái end-to-end solution để build các cái web 3 application. Và em có nghiên cứu nó thì nó giống như là một cái cầu nối giữa cloud computing truyền thống với lại thế giới phi tập trung và cầu blockchain này. Thì đấy, để phần cuối cùng thì em sẽ xin trình bày với mọi người về cái câu chuyện mà blockchain nó đang xây dựng cái gì, và nó sẽ hỗ trợ phát triển cái thế hệ web 3 cũng như là metaverse làm sao. Thì trở lại là khá nhiều người đồng tình với việc là Bitcoin đó là một cuốn sổ cái của thế giới, trong đó là lưu trữ và xử lý vàng kỹ thuật số. Rất nhiều người, không chỉ là các nhà đầu tư đâu, mà nhiều quỹ đầu tư định chế tài chính cũng như là các quốc gia trên thế giới đã hướng đến cái việc công nhận Bitcoin. Còn Ethereum thì cũng đã chứng minh nó là một cái chiếc máy tính của thế giới, một cái máy trạng thái với rất là nhiều ứng dụng đã được triển khai trên Ethereum. Tổng vốn hóa cả Ethereum và các ứng dụng đến nay thì cũng đã ngót nghét đâu đó, cũng đã có thời điểm đỉnh cao là đạt 1.000 tỷ. Cả, tức là ý nói là cả vốn hóa của bản thân đồng Ether cũng như là các cái token, các cái nền kinh tế được xây dựng trên Ethereum ecosystem. Thế thì blockchain đang mang đến thế giới một cái công cụ rất là đặc biệt, đó là virtual machine, một cái hệ máy ảo được chạy trên nền tảng blockchain, và nó được coi là cái máy trạng thái của thế giới. Thì cái đặc tính quan trọng nhất của các cái hệ máy ảo chạy trên blockchain là nó có được cái đặc tính gọi là Turing Complete, giúp cho các cái developer có thể phát triển những cái general software, tức là các cái phần mềm mà có thể đáp ứng được hầu hết các cái nhu cầu sử dụng, nhu cầu phát triển ứng dụng cũng như là nhu cầu sử dụng của người dùng.
Thế thì chúng ta đã thấy là blockchain cùng với cái virtual machine, ví dụ virtual machine nổi tiếng nhất hiện nay là EVM, tức là Ethereum Virtual Machine, thì đã giúp cho cái tài chính phi tập trung phát triển rất là mạnh mẽ, với những cái tên tuổi như là đồng stablecoin DAI, thì DAI token thì nó gần như là tương đương với đồng đô la. Thì cái này là rất nhiều người mong chờ là nó có thể thay thế đồng đô la đấy anh Bình. Đồng đô la là đồng coin ổn định, đúng không? Thì thế giới blockchain cũng có những cái đồng coin ổn định như vậy để người ta mua bán dễ hơn. Và những cái sàn trao đổi phi tập trung như là Uniswap, Oneinch có vốn hóa hàng chục tỷ đô, đúng không? Rồi các cái giải pháp cho vay cũng đã xuất hiện ở trên blockchain, cái ứng dụng như là Compound, Avalanche, cái tài chính phi tập trung đã phát triển rất là mạnh mẽ trên thế giới trong năm 2020 và 2021. Thế rồi sau đó thì chúng ta thấy cái làn sóng NFT, đúng không? Bùng nổ trong từ cuối năm 2021 cho đến năm 2022, thì đó là nghệ thuật số này, rồi nghệ thuật thuật toán này, rồi cái phong trào mạnh mẽ nhất là phong trào blockchain game, gamify, đúng không? Và đã mang ASEAN Infinity trở thành một cái top tựa game trên thế giới với cái định giá rất là cao. Và chúng ta sẽ nhìn thấy trong tương lai, tất nhiên đây là trong tương lai, có thể là những cái xu hướng mới nó sẽ bùng nổ mạnh mẽ để kiến tạo một cái nền kinh tế phi tập trung nó rộng hơn và đầy đủ hơn, bao quát nhiều cái lĩnh vực khác hơn. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là các cái câu chuyện về social platform nó sẽ được ứng dụng blockchain vào và hình thành cái khái niệm gọi là social file mà nhiều người đã nói đến. Rồi câu chuyện DAO investment, tức là một DAO có nghĩa là decentralized autonomous organization, tức là những cái tổ chức tự trị phi tập trung, tự quản phi tập trung, có thể hoạt động ở trên blockchain, có thể đầu tư hoạt động ở trên đó, hay là các cái thành phố tự quản phi tập trung như vậy mà không có một người thị trưởng, không có một người giám đốc nào quản lý cái tổ chức hay là cái hệ thống đầu tư đó cả. Thì đây là những cái từ khóa đang xuất hiện và có khả năng trở thành những cái trend sắp tới sau NFT, sau blockchain game. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái điều khá là rõ ràng, đó là nền tảng blockchain đang xây dựng một cái thế hệ internet mới, một thế hệ internet của giá trị mà nhiều người đã bắt đầu đặt tên cho nó rồi là Internet 2.0, đúng không ạ? Và từ đó thì đang góp phần là định hình lại cái nền kinh tế chia sẻ cũng như là nền kinh tế kỹ thuật số nó diễn ra đúng nghĩa hơn, và có thể là góp phần là tái phân phối lại những cái giá trị toàn cầu. Dạ, em xong rồi đấy. Sắp xong rồi. Thì chúng ta nhìn lại một chút là đối với cái thế hệ Internet đầu tiên, đó là cái Internet của thông tin thôi. Và tất cả các ứng dụng Web 1 cũng như là Web 2 thì được xây dựng trên Internet 1.0, đã cho phép các cái nền tảng xã hội phát triển kiểu như là Facebook hay là TikTok, đúng không ạ? Thì ở đó cho phép người ta có thể sáng tạo content, sáng tạo nội dung. Từ đó thì Internet của chúng ta đã có được cái gọi là Big Data, đúng không? Và các cái platform developer đó đã kiếm được tiền trên cái nguồn lợi data đó, đúng không? Thế thì đối với cái Internet 2.0 ấy, như tôi đã nói lúc nãy, là nó đang xây dựng cái thế hệ Internet của giá trị dựa trên blockchain, mà ở đó Internet có thể lưu trữ và chuyển giao được giá trị từ người này sang người khác. Và cái thế hệ Web 3 được cho rằng là cũng đi kèm với đó. Nhưng điều quan trọng ấy, thì nó lại bắt đầu từ cái điểm đầu tiên là phải tạo ra được cái dạng thức mới của tài sản. Là chúng ta đã từng nói đó là digital asset, đó là crypto asset, đó là cryptocurrency. Và từ cái lớp tài sản mới đó,
thì cho phép có thể kiến tạo những cái mô hình kinh tế cũng như là mô hình tài chính phi tập trung, cho phép bất kỳ ai cũng có thể sở hữu được cái tài sản kỹ thuật số của mình và quản lý chúng, cho phép người ta có thể tạo những cái thế giới song song mang đầy đủ những cái yếu tố kinh tế như là một cái thế giới thực chúng ta thấy. Và cái concept đó đang hot trong thời gian gần đây, nó gọi là Metaverse, đúng không ạ? Metaverse là một cái thế giới kỹ thuật số, thế giới trên Internet, thế giới ảo, nhưng lại có mang đầy đủ các cái yếu tố kinh tế cũng như là các hành vi mà con người đang như trong đời thực. Thì tôi xin được trích dẫn một cái câu của Toàn Chí Tham đã từng nói đến, thì blockchain nó không chỉ đơn giản là một cái công nghệ đột phá mà nó là một cái công nghệ nền tảng. Nó là nền tảng tương tự như Internet. Một nhịp để mà có dịp để có các bạn có vàng, bạn hãy chọn một cái metaverse mà bạn yêu thích nhất, một cái thôi, whatever, 2 phút làm. Chọn metaverse yêu thích nhất. Tức là bạn có ý tưởng để tạo ra, kiến tạo ra cái metaverse nào đó, whatever. Thì Nguyễn Thành Trung là metaverse của Axie. Thế thì các bạn sẽ là metaverse của khỉ, của cái gì? 2 phút, và sau 2 phút để cho chấm luôn 1 phút. Nghỉ giải lao. Ok. Anh hỏi thật là về phương diện công nghệ thì Web 3 với Web 2 nó có những cái điểm gì khác biệt không? Em thấy về mặt công nghệ thì cái điểm quan trọng nhất Web 3 nó khác biệt. Đó là em cho rằng là Web 3 nó phải dựa trên những cái yếu tố mang tính chất là phi tập trung hơn. Như cái triết lý mà blockchain nó đã đưa ra cho thế giới này. Đó là một những cái giao thức mà không ai có thể kiểm soát được, nhưng nó lại vẫn vận hành một cách trơn tru và an toàn. Đấy, thì Web 3 nó khác cái Web 2 là cái điểm khá là quan trọng. Nó dựa trên công nghệ blockchain, đồng nghĩa với việc nó là một cái nền kinh tế, nền tài chính phi tập trung. Nếu mà anh hiểu này có đúng không? Web 3 người ta còn gọi là semantic, tức là nó có thể nói chuyện. Nói chuyện mà bây giờ không phải chuyện, nó có đủ loại chuyện có thể nói được. Và trong đó nó nói chuyện về blockchain, nó nói chuyện về IoT, nó nói chuyện về metaverse, nó có thể liên kết tất cả các cái loại để cuối cùng nó tạo ra giống như trong thế giới của chúng ta ấy, là cái gì cũng giao tiếp được. Nó hiểu một cách thô thiển thế có được không? Dạ, cái anh hiểu không phải là thô thiển đâu ạ, mà có lẽ là cái dạng thức phát triển cuối cùng của Web3 nó sẽ là như thế đấy. Giống như mình xem các cái phim về khoa học viễn tưởng mà mỗi một cái cuộc gọi không phải là mở máy tính, không phải mở điện thoại ra đâu, mà trên không trung nó sẽ có các cái kiểu trong chúng ta xem phim ma trận. Triết lý rất là phức tạp là ông Trang Tử á, người tàu á, ngày xưa á, là ông không biết là ông sống, ông ấy là thật hay ông là bướm. Thì chúng ta có khi không chừng lại chẳng biết là mình đang sống thật hay là trong metaverse. Vâng, vâng. Thì nếu mà cái đợt em xem bộ phim ma trận em rất là nhức đầu là bởi vì chúng ta lại không biết là người ta đang sống ở thế giới nào. và anh nghĩ con người sẽ đi đến đấy, surely sẽ đi đến đấy. Vì đời thực đấy nó có vẻ cũng bắt đầu boring. Dạ. Nhưng mà em okay, hy vọng là vẫn còn một rank cái thiêu để anh trao thưởng. Còn 40 giây nữa anh ạ. Chờ chưa các bạn? Còn 40 giây nữa anh ạ. À 40 giây nữa ta tiếp tục nói chuyện. Vinh là em là cái ví của các cryptocurrency, thì là thực ra em, anh hiểu là em ở trong blockchain 2
mà em lại có thể bridge được thì em tại em là phải ba chứ hả? Cái phần mà em bridge được các thực ra là cái những cái sản phẩm của Coin98 Finance thì nó không chỉ là cái ví, anh, cái ví nó chỉ là một cái sản phẩm để tiếp cận user và để tụi em acquire user thôi. Còn đằng sau đấy thì bọn em có rất nhiều những cái sản phẩm khác, nó mang ý nghĩa là protocol để gia tăng những cái trải nghiệm trên không gian phi tập trung. Thì cái brief mà anh Bình hỏi thì nó có dính đến một cái yếu tố lúc nãy anh Phật có chia sẻ, là cái tính phi tập trung giữa các blockchain với nhau. Đó là một cái blockchain, các blockchain mà native với nhau thì không thể giao tiếp được với nhau. Cái đấy nó là giống như nó là định lý rồi. Mình không thể nào mình giao tiếp một cách native một token từ trên A sang trên B được. Thì khi đấy là cái bridge mà anh Bình hỏi thì nó sẽ dùng một số cái kỹ thuật. Nó giống như là kỹ thuật hoán đổi thôi. Giống như là mình nó có một cái protocol trung gian và một cái liquidity swap trung gian để mà nó chứa được những cái token của cả hai trên đấy. Và nó hoán đổi với nhau khi mà user làm một cần... cái top up thôi chứ nó không hẳn là cái native. Đúng rồi. Nó không thể nào biến đổi native hai token được. Thank you. Có giải chưa? Công bố anh cái. Ai mà được nhiều nhất ấy thì là ông em muốn gì? Work from home metaverse hay đấy. Hay. Tức là từ nay trở đi ta không cần quan trọng là nhà hay là văn phòng hay là ở đâu nữa, chúng ta cứ thoải mái. Hay. Nhưng mà thế thì xây dựng nó cũng phải sáng tạo hết, nó phải cảm giác mây trời lên mây làm việc lên. Đấy là ý 14, thế giới của phép thuật, thần tiên. Cái này hay đấy. Tiếp theo là cái gì? Là D gì? Decentralized. Cái metaverse. Nó. Ok. Ok, cái slide cuối không cần trình bày nữa. Đại khái như vậy, có khi cho ba câu hỏi của ba bạn này đi. Câu hỏi hay thôi cho ông duy nhất hỏi một câu thôi, rồi xong đó là ai xung phong hỏi, mà ai hỏi hay thì có thưởng bất ngờ. Điệp hỏi trước đi, có câu hỏi không Điệp ơi? Nguyễn Xuân Điệp ơi, kỹ thuật Điệp có nói được không? Điệp ơi. Ok, ai có câu hỏi bất kỳ hỏi một cái đi. Alo, anh chẳng nghe thấy ai nói gì cả, im lặng hoàn toàn. Em nhận được rất nhiều câu hỏi từ khán giả. Em xin phép được đọc một trong những câu hỏi hay của khán giả được không anh? Ok. Một câu hỏi nó sẽ mang tầm, em nghĩ là nó sẽ hơi mang tầm chiến lược một chút. Tương lai các ví điện tử có thể tích hợp công nghệ blockchain và thanh toán bằng tiền mã hóa trên đó được không? Là một công ty công nghệ, FPT có tầm nhìn như thế nào và chiến lược như thế nào cho việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hoạt động của công ty? Hình như là cái ví là đã Vinh làm rồi gì nữa, đúng không Vinh? Vâng, bọn em làm nhiều sản phẩm lắm, ví nó chỉ là một trong số đấy. Ví là một nhưng mà em đã làm, tức là em cũng làm một cái ecosystem cho cái ví của em, đúng không? Vâng, bọn em rằng là build phát triển hạ tầng và các cái sản phẩm liên quan đến phạm vi multi-chain. Có nghĩa là ví hay là những sản phẩm nào thì nó cũng sẽ hỗ trợ đa blockchain khác nhau. Ví dụ như Aura sau này sẽ phát triển ra thì bộ ví cũng sẽ hỗ trợ, sàn giao dịch hay là các thứ cũng sẽ hỗ trợ hết. Ok, em là hạ tầng của các cái blockchain. Ok, câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi nữa đó chính là Internet đã mất gần 20 năm để đi vào cái cuộc sống của con người.
Vậy thì theo các diễn giả là blockchain sẽ mất khoảng bao nhiêu năm để trở thành một công nghệ phổ biến? Vinh, mày bao nhiêu năm em? Thực ra blockchain thì bây giờ mình cứ cho là nó đã đi được khoảng 10 năm rồi đi. Em nghĩ là khoảng 10 năm nữa thì mức độ phổ biến của nó gọi là mang tính tiếp cận. Nó phổ biến ở mức độ gọi là phổ khả dụng ấy, so với lại số đông người mà được tiếp cận với Internet và trước đó. Linh em nghĩ bao nhiêu năm? Blockchain adoption hả anh? Nếu mà blockchain mass adoption thì em nghĩ là chỉ cần 2025 là sẽ thấy được 1 tỷ người sẽ sử dụng crypto. Hiện tại là con số nghĩ chắc hơn 500 triệu rồi, mà bây giờ tất cả các hệ sinh thái trên thế giới đều đang đẩy mạnh cái phần đó. Nghĩ đến 2025 là sẽ khoảng 1 tỷ người sử dụng crypto. Còn để cho blockchain và các sản phẩm mà xây dựng trên blockchain để mà ra mass adoption thì chắc là 2030. Dạ. Lúc đó 2030 kỷ niệm. Anh hỏi em thêm câu nữa. Tiền ấy là nó có chức năng là tài sản, dùng để dự trữ tài sản, bố mẹ làm việc xong trữ tiền rồi sau này cho con cái như nhà cửa, vàng bạc, đô la, cổ phiếu. Thế thì bao giờ blockchain được thiết kế để giữ của? Em nghĩ 2025 là ok rồi đó anh. Tại giờ okay. Có mấy chương trình custody solution sắp tới, mấy quỹ như là của bên Ray Dalio là chuẩn bị cũng là sẽ thành lập quỹ về crypto nữa. Nên nghĩ là 2025 là chắc ok rồi. Vinh. Em thì em nghĩ là nó, tại vì cái câu hỏi đấy thực ra của anh Bình thì nó mang theo cái ý hiểu của từng người đó. Có nghĩa là nó mang adoption đến cái mức độ nào đó. Theo em hiểu thì nó mass adoption nó giống như là internet hay là giống như điện thoại ai ai cũng có hiện nay, thì em nghĩ là cái chặng đường nó phải 1-2 circle của thị trường nữa, đâu đó khoảng 10 năm đấy. Còn nếu như mà nó tiếp cận phổ biến ở mức độ là case study, được ứng dụng vào các cái tổ chức lớn và một số cái nhóm người nào đấy ra những cái lĩnh vực bên ngoài, thì em nghĩ là giống như chị Linh nói thì khoảng 2025 là 2-3 năm nữa đấy là nó ok. Cái mốc của Linh rất là hợp lý. Em nghĩ là vâng, em cũng thấy là như Linh nói, cái khoảng trong vòng 5 năm tới thì chắc chắn thì sẽ có 1 tỷ, vượt 1 tỷ người dùng crypto trên thế giới. Thì có lẽ là những cái mốc đó thì dễ đoán hơn. Dạ, với có một điều đặc biệt là năm 2025 là lúc đó Bitcoin chỉ là mai xong 20 triệu rồi. Lúc đó chỉ còn có 1 triệu mà phải mai đến 2140 là 100 năm lận dựa trên hash rate, nên em nghĩ cái cột mốc đó cũng là khá cũng là tương đối đoán. Khá là quan trọng. Khá quan trọng. Ok, các và như anh Bình nói lúc nãy thì cuộc chiến Ukraine có thể thay đổi. Có thể đẩy nhanh hơn hả? Thực ra là chúng ta cũng hẹn nhau chỉ làm tối đa là 1 tiếng 15 phút. Thì chúng ta còn 5 phút cuối cùng. Thì Linh có comment gì cho cái câu chuyện hôm nay? Rồi là Vinh có comment, rồi sau đó chúng ta kết luận. Em nghĩ là cái buổi chia sẻ Thuận đã nói rất là xúc tích về blockchain rồi. Em cũng không có comment gì nữa. Nói chung là em nghĩ là rất là căn bản cho người mới đầu tìm hiểu về blockchain thì cũng phải sẽ biết về Bitcoin trước đó, là có thể đọc cái white paper. Cái white paper đó khoảng như chắc 10 trang hay sao, có version tiếng luôn, thì em nghĩ mọi người có thể đọc cái đó hoặc là có quyển sách. Mục tiêu của cái Tech Talk lần này đó là muốn lôi kéo các bạn FPT chuyển sang làm blockchain, làm những cái mới. Thế thì anh đề nghị các bạn, câu này không trả tiền, trả bạc gì. Các bạn bảo là tôi muốn bắt đầu làm gì đó với blockchain thì các bạn trả lời là có. Còn các bạn mà nghe cho nó vui thôi, chưa làm gì cả, thì các bạn viết chữ không. Anh chỉ cần có chữ có và chữ không, các bạn điền hộ để đến khi hết 5 phút thì chúng ta có cái bao nhiêu phần trăm các bạn có và bao nhiêu phần trăm các bạn không. Tiếp theo Vinh. Em thì em cũng nghĩ là anh Thuật chia sẻ tương đối cơ bản được về khái niệm về blockchain rồi lịch sử rồi này kia nhìn chung.
thì nó cũng tương đối cơ bản và dễ hiểu cho những người mới tiếp cận. Thì cái buổi ngày hôm nay thì nó xoay quanh cái chủ đề đấy, cái câu hỏi mà mọi người hỏi thêm em thấy nó cũng rất là hay, thì nó tập trung ở cái phần đấy thôi, em nghĩ là sẽ ổn hơn. Còn những cái buổi khác thì mình sẽ chia sẻ về những cái chủ đề và những khối lượng kiến thức khác, thì nó sẽ tập trung hơn. Trước khi mà thưởng như vậy là có chuẩn bị Edunet chuẩn bị công bố cho anh cái số người sắp được thưởng thứ hai. Trước khi công bố thì anh cũng chia sẻ cái nhìn của anh. Thực ra trong một thời gian hơn tiếng thì anh nhìn thấy gì? Anh cảm ơn Thuật, anh cảm ơn Linh, anh cảm ơn Vinh đã cho anh một cái nhìn, tức là thế này, chỉ còn có 3 năm nữa thôi, hơn 3 năm nữa thôi thì thế giới đã thay đổi một cách không thể tưởng tượng được. Và thay đổi như thế nào? Tức là chúng ta ngày hôm nay đang sống trong một không gian đây, cây cối nhà cửa đây, và ngày 3 năm nữa thì chúng ta sẽ sống trong một không gian mà chúng ta không tưởng tượng ra, là Metaverse. Các bạn lúc ấy sẽ nhìn anh khác hẳn, không phải nó đơn giản thế này mà biết đâu nó lóe sáng rồi nó bùng 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 rồi nó mũ mẽo các thứ thì anh chả biết. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ sống trong một không gian mới, chúng ta sẽ tương tác trong một không gian mới, chúng ta có đầy đủ hạ tầng để làm mọi giao dịch mà con người quan trọng nhất. Con người là gì? Là chia sẻ thông tin thì dễ rồi, thì Metaverse chia sẻ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là giao dịch tài sản, tiền, bạc. Tôi đưa anh cái này, anh đưa tôi cái kia, thì như vậy là đã có nền tảng. Và cái nền tảng này cực kỳ dân chủ, không ai đứng đầu, mỗi người làm chủ mình, tức là một cái thế giới mới mà các bạn không có boss, chỉ có chính mình thôi, và các bạn đầy sáng tạo để phát triển, thì cái thế giới ấy thực sự là attractive. Và ngày hôm nay chúng ta đã có cái công nghệ đã bắt đầu xây dựng một nền tảng cho một thế giới mới mà chỉ vài năm nữa chúng ta sẽ sống chung. Cái thông điệp này là cực kỳ quan trọng. Anh xin cảm ơn tất cả các vị đã tham gia tích cực. Anh thấy nó không sôi động lắm, Edunet của anh chả thế, anh hỏi chả ai trả lời. Thôi sao thưởng đi, bắt đầu chuyển sang tiết mục. Còn phút nữa công bố Edunet ai được giải thưởng 200 go. Và hy vọng là Tuấn em sẽ ghi nhận lại rồi là thanh toán ngay. Dạ vâng. Như vậy có là anh. Điệp là được 23 đứng đầu, sau đó là Tuấn được 10 và Duy được 9. Ok, cao nhất là 200, nhì là 100 và thấp nhất là 50. Như vậy tổng cộng cũng không nhiều lắm, hôm nay chúng ta chỉ có mất bao nhiêu 700, hơi ít. Lần sau anh hy vọng là các bạn hỏi nhiều để có những câu hỏi đột xuất thì có thể 1000 gold thì sao. Ta dừng đây để cảm ơn tất cả các bạn, có được chưa? Dạ vâng ạ. Em nghĩ là hôm nay mọi người chia sẻ rất là hay về cái vấn đề về blockchain. Cảm ơn anh Trương Gia Bình, cảm ơn các speaker hôm nay. Và đây sẽ chỉ là cái buổi đầu tiên, anh Bình host buổi đầu tiên ngày hôm nay về cái chủ đề blockchain. Sau đó sẽ là một series tiếp theo, sẽ là về Metaverse và Web3. Anh Bình vẫn tiếp tục host cả một chuỗi series này. Và hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái buổi số thứ hai của series blockchain. Chúng ta sẽ gặp lại Chủ tịch Trương Gia Bình. Và chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe những cái quan điểm chia sẻ của các speaker và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn. Và anh hy vọng lần sau các bạn chuẩn bị sẵn câu hỏi đi. Lần sau là Vinh sẽ trình bày về cryptocurrency, là cái thứ mà gọi là tiền bạc là chắc là quan trọng nhất ấy. Các bạn chuẩn bị câu hỏi đi. Ok, tạm biệt các bạn, ta giữ giờ. Bye bye. Chúng ta quá lố một phút. Bye bye. Dạ, em chào tất cả mọi người. Yeah.